Quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với nhà chính thức tại sân đá bà để theo dõi trận cầu của BT Hội và các thủ FC Gà Kia. Như vậy chúng ta có lên vào hiệp một của hai đội bóng cùng chính thức được bắt đầu. Kiến Thân và bóng khá chủ động, không được, được xử lý ngay của Chu Maradona. Điểm đáng tiếc là bóng đã đi trúng cột dọc ở số 8. Bây giờ thì số 16 đang đặt nhiều vị trí trung vệ cho các cầu thủ BT Hội. Dễ dàng để thu được bóng của Thiêm. Đường truyền cái khá làm gì đây? Tình huống cực kỳ đơn giản để có được bàn thắng mở lại tỷ số cho trận cầu này. Còn là người đã mở tỷ số. Những nỗ lực trước đó là của Quốc Hiệp xoay sở và thực hiện đường truyền cực kỳ hợp lý. Dù lần thì hệ thống phòng ngự của các thủ bên phía BT Hội đã có kinh nghiệm hơn. Tình huống băng ra của thủ thành Tuấn Phong. Có đến hai cầu thủ của BT Hội đã áp sát. Quốc Hiệp nguy hiểm, khá tinh tế ở tuyến trên. Và Quốc Hiệp có được bàn thắng cho mình. Pha chuẩn của số 97 và Khaon cũng cực kỳ bình tĩnh để bỏ bóng, và đó là một điều kiện để có được sự bất ngờ. Bàn thắng thứ hai đã đến, rõ ràng là thủ thành của BT Hội đã bị che mắt ở trong pha bóng này. Mặc dù có thể đường truyền không nhiều ý nhau, anh Năm xử lý khá tiết kiệm. Hoài Nam đội hội đang xin bóng, làm gì đây, chân trái. Cuối cùng thì các thủ của BT Hội cũng đã có được bàn thắng để bắt đầu nhập cuộc chơi. Tỷ số được rút ngắn thành 1-2. Những nỗ lực xoay sở và người kết thúc cuối cùng đó là Hoài Nam, cầu thủ mã số 6. Pha bóng khá vừa tầm và trong một tình huống xử lý như vừa rồi, không cần quá mạnh mẽ. Nhưng đội hiệp hóc là cắt. Kiến Thật bóng lập bập rồi phản công. Tốc độ của Thức Cung Gô không phải, đó là tình huống sửa bóng ngay của Nghị 83. Tình huống phản công nhanh khá bất ngờ, tỷ số được cân bằng là 2-2. Từ một tình huống lập bập ở hành lang cánh trái của các cầu thủ Ca Kia và BT Hội có câu trả lời của mình. Thế thế người ra sân đó là trung vệ Băng Lăng. Đường truyền của anh Công là gì? BT Hội có bàn thắng để vươn lên dẫn ngược lại đối phương. Lần đầu tiên họ làm được điều này. Cảnh Đô Bi là người đã áp sát để gây những sức ép. Điều quan trọng là BT Hội đã có được bàn thắng vượt lên và đã dẫn trước đối phương. Phong Mèo đường trên Quốc Hiệp làm gì? Ở đây đó là cú đúp của Quốc Hiệp để san bằng khoảng cách cho các thủ Ca Kia. Tỷ số là 3-3. Trong khi để đối phương vươn lên thì sau nhiều những nỗ lực, Ca Kia đưa trận đấu của mình trở lại trạng thái cân bằng. Đây là một tín hiệu tích cực cho các thủ Ca Kia và sẽ là một lời cảnh báo cho các thủ BT Hội. Còn Hoàng Khải khá chủ động của số 17 Son được vào tuyến này. Bóng vô tình tìm đến vị trí của Hoàng Khải và đó là bàn thắng để giúp cho Ca Kia tiếp tục vươn lên. Tỷ số là 4-3. Chúng ta đang theo dõi lại những pha bóng cực kỳ nỗ lực trước đó và cả tình huống chạm bóng. Mặc dù là Phong Bắc đã chạm chung bóng. Chung bóng Huy Anh đánh đâu? Cú đúp của Hoàng Khải. Từ một tình huống đánh đầu và di chuyển khá khôn ngoan để đón nhận đường truyền từ tình huống đá vào góc của đồng đội. Khoảng trống lớn và đủ cho anh thực hiện tình huống đánh đầu cực kỳ trống trải. Không còn chân cao nữa.
quả bóng khá chủ động và đó là hat trick của Hoàng Khải. Ở một cương ly và một khoảng trống là quá lớn và rõ ràng là đó là bàn thắng dành cho số 17. Đường truyền và nỗ lực trước đó là của số 11 và đường truyền cũng cực kỳ tinh tế khi mà nhận thấy đồng đội đã đứng ở một trí quá trống trải. Đỉnh tối của các cầu thủ thì huyện Tây Hội đã dâng lên khá cao. Trường Thái cần phải cẩn trọng với khu vực sân nhà khi mà chỉ có một mình bằng lặng là khu vực sân nhà mà thôi. Phong cờ của Hoàng Khải, tỷ số được dâng cao và nó định 10 bàn thắng cho sân cầu này. Khoảng cách được thiết lập là 4 bàn, tỷ số 7-3 cho các cầu thủ Ca Kiện. Sau khi số 17 vào sân thì mọi thứ đã diễn biến quá nhanh cho thế trận cũng như là bằng tỷ. Anh Nam đường truyền đánh đâu không được, đường truyền khá bất ngờ. Có lẽ nhờ tuyến trên thì thức khung gồ chưa sẵn sàng với đường truyền của anh Nam và cơ hội tấn công nó vừa chung vào cái cực kỳ đáng tiếc. Nguy hiểm và tiếp tục là bàn thắng nữa đến phong cơ của Hoàng Khải. Trong 8 bàn thắng của các thủ Ca Kịa thì đã có tới 5 bàn thắng của Hoàng Khải. Ở trong kỳ bàn là khá cao khi mà cầu thủ này không phải được dùng tự động. Caon quá người vẫn là Caon đột phá không được. Đánh đâu, bàn thắng tiếp theo và lần này đó là Quốc Hiệp để hoàn thành hat-trick cho mình. Đó là một bàn thắng đến từ tình huống đá phạt góc và là đánh đầu nữa. Chọn chung bàn thắng cho các thủ Ca Kịa. Tú Lê Hoài Nam nghìn 83 thì nguồn ở phía bóng quá yên, bóng bật ra. Anh Nam là cái tên tiếp theo và người đã giúp cho cầu thủ Việt đội có được bàn thắng ở trong nhập thi đấu thứ hai này. Như đã nói trước đó thì các cầu thủ của Việt đội đang thiếu đi một chân sút ở pha bóng này, chứng tỏ là như vậy cần phải đến tình huống bật ra và nỗ lực tận dụng. Thì thủ thành Tuấn Phong Caon mất bóng, cơ hội của Tú Lê không được, cần phải dứt khoát hơn. Là gì đây, có tiếng còi và penalty cho các cầu thủ của miền Tây Hội và rõ ràng đó là một pha bóng mà thủ thành Tuấn Phong đã phạm lỗi. Đấy là Hoài Nam chính xác, tỷ số tiếp tục được rút ngắn cho các cầu thủ miền Tây Hội. Chúng ta đang theo dõi lại pha bóng này, tình huống đủ để đánh lừa được người Tuấn Phong. Phùng Mèo và chủ động bắt tay của số 10 Quốc Nghiệp, bóng em công cụ thứ hai của Quốc Nghiệp muốn xử lý căng hướng nhưng không thành công, bóng đi ra ngoài. Bóng em công cụ đường truyền tuyến hai của Quốc Hiệp và đó là phong cờ của số 97. Tỷ số tiếp tục được dâng cao, cầu thủ của Ca Kịa đã chạm tới con số 11 nhưng nỗ lực trước đó phải kể đến là vị trí của Kiến Thật ở là cánh trái nỗ lực xoay sở. Thủ thành đã băng ra và không kịp lùi về. Còn có cầu hậu lên công vụ con đường truyền khá chống chạy cho Khén Ca không vào và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Tỷ số chung cuộc là 11-5 nghiêng về các thủ của Ca Kịa. Rất nhiều những đội bóng, rất nhiều những bàn thắng mà hai đội bóng tạo ra và chúc mừng các thủ của Ca Kịa và cảm ơn hai đội bóng đã đến với trận cầu. Xin tạm biệt, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phút với trận cầu tiếp theo tại sân Bồ Đà Ba.